Hôm nay tốt sẽ thể hiện kỹ năng đi lắp thuê bao bạn 400m cho anh em thấy đẳng cấp VIP. Đẳng cấp của mình ở đâu? Ở đây, ở đâu? Đấy, vào những vùng khó khăn này tốt sẽ thể hiện kỹ năng. Khó cái gì, ai chả khó cái như nhau. Cả cái Việt Nam này khó như nhau. Mình nghĩ dễ à? Dễ ăn, người ta đã ăn hết rồi. Khôn như anh nhà em xích đầy. Làm đi, nhanh cái tay lên đi mẹ. À đêm đêm rõ à, đen pin. Rồi sáng giấc nhà nàng. Các thấy nàng đang ngồi tắm. Đi đi bên này. À ở bên này cũng được. Tốt ơi, em định kéo đi lên hay đi xuống? Kéo đi lên hay đi xuống? Kéo đi lên đi. Vâng, bao rồi bác. Gương mặt đại diện cho thương hiệu. Ôi, rồi, không em cứ ném qua đấy đi, đấy. Tốt rồi. Ném một viên gạch vào thôi.
Vâng. Bà. Đi ăn trộm cái gì rồi? Thành phần chuyên đi rình bắt trộm, ăn trộm ổi. Sao kéo dư nhiều dây đấy? Ôi, ở trên này có tổ ong hay sao nhỉ? Đủ hỏng rồi. Ôi ngoan à. Chắc có tổ ong ở trên này rồi. Cán bộ à? Đấy, thằng này chuyên gia đi ăn trộm rồi. Thằng đệ ngon đấy. Ờ, thằng đệ này. Anh này giao trong này à? Vâng, em nhà bên ngoài. À, dưới à? Sắp rồi anh ạ, tí nữa. Đói. Này đói quá. Một, hai, ba. Ba mét. Mày xuống cột dưới đi. Ăn miếng ổi đã. Ăn miếng ổi đã. Làm đi, tí nữa anh gọi Luyến vào cho. Cho được sớm mong.
Thanh niên này, thanh niên của năm đang trên ở shampoo đó. Hử? Đang trên shampoo đó. Thế mày không bứt hết cái cây đi để làm gì? Anh ít thôi, người ta bảo ăn nhiều nhanh chết. Đây anh chắc có nhiều hơn chục quả. Có hơn chục quả chứ mấy. Nãy thấy ong bay ra nhiều lắm, không thấy nó đâu rồi. Chắc bị thịt mà rồi. Cái tràn sâu rồi. Còn sâu không cột rồi. Sao cột anh đứng rồi? Sợ cái điều. Mấy dây lòng thòng cá đen nữa. Đây nào. Đây. Nhanh lên, mẹ ăn hơi nhiều rồi đấy. Nhớ gì có hơn chục quả. Nhanh lên mà đi xuống chốt dưới kia đi. Nắng lắm rồi. Anh nghĩ là mình anh biết nắng đấy. Gương mặt đại diện cho mãi cái bài đấy chán.
Và Sơn keo cái giấy quá. Ờ đúng rồi đó.
Alo. Lên chốt đây. Lên đi chốt đây là.
Vào nhà chốt trên nhà với lại cho xuống chỗ wifi đấy nhá. Chốt ở trên nhà đi. Ở trên cổ. Đêm dọi đèn pin. Đến đây là kết thúc mọi người nhá. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Để ủng hộ cho kênh thì mọi người đăng ký subscribe ở bên dưới màn hình để ủng hộ cho kênh phát triển.